Ok. Này mình cho sao đặt xuất sắc. Ngon nhất, ngon hơn cái thịt ghê. Ok mọi người, tiếp theo mình sẽ tiếp tục món bánh tráng cũng đang hói, thì giờ bánh tráng bơ các bạn. Đó, giờ cây này mình vừa béo các bạn nha. Mình thử coi nha. Uống miếng nước các bạn nha. Ồ. Cảm nhận được cái vị hoàn hảo nhất của bánh tráng. Bánh tráng thôi mà làm thấy ghê. Lạy ớn. Đây, có gì đây? Có bơ nè, có muối nè các bạn. Hành phi nè, đậu phộng, tôm khô, bơ. Đó. Mình sẽ cho một cái chén bạn nha. À, để mình thấy chén đi. Đây, chén đây. Mình sẽ bỏ cái này như đây các bạn nha. Đây là mình chấm. Cắt cái đậu phộng nè. Đó, bỏ vô. Hành phi nè. Nguyên liệu rất đơn giản nhưng mà có sự biết nhau. Đó, ăn vô là bị ghiền các bạn. Đó, nhìn đơn giản nhưng mà là không đơn giản các bạn không? Chỉ là những nguyên liệu bình thường mình mỗi ngày thấy nhưng mà ăn vô nó cảm nhận ngọt, bị mặn nè, bị béo, bị cay, bị thơm, bị giòn giòn, rất là ghiền các bạn nha. Thời sinh viên mà ai không trải qua những cái món ăn này, nhất là học sinh chứ, sinh bây giờ là từ cấp 2, cấp 1 đã thưởng thức những cái món đặc biệt này các bạn, rất là ngon các bạn nha. Rồi bơ này nè. Bơ này thì béo rồi nha. Những món này mới sau này. Xưa không có bơ mà nha. Xưa mình nhớ có sau này thì trước đó nữa lại có cái me nữa. Chua chua mà. Nó chua ngọt á. Đó. Gọi là béo béo. Bơ là hơi lai tay vậy nha. Này bơ các bạn nha. Đó, thì mình sẽ bỏ đây đi, bỏ đi những khúc này đi. Đó. Cho bơ vô đây. Này bơ margarin. Bên này rẻ tiền. Chứ nếu mà dùng bên động vật mắc á. Cũng ngon. Nấu nào. Rẻ béo các bạn. Bên này để ăn với bánh mì các bạn nha. Rất ngon các bạn nha. Đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái chén rồi mình sẽ chấm thử bạn nha. Cái cũng khá ngon, bánh tráng này là bánh tráng mà bự bự ăn không cũng được mà. Đó. Mình sẽ xé một miếng đi. Xé một miếng mày nha. Đây. Để coi mình sẽ cho cái này. Mình bóc tay đó, bóc tay họ có muỗng rồi, dùng muỗng mà nha. Còn đừng quét vô. Chúng ta phải quét bơ trước các bạn nha, quét bơ trước đi. Sẽ ngon hơn các bạn. Nó kiểu bánh mì á. Dính vô. Cuộn lại giống cuốn bánh tráng thôi. Sẽ hoàn quyện vào nhau. Rồi mình cắn thử miếng. Ngon bơ béo béo còn khi nó hỏng giòn khi thơm muối mặn mặn rất nên ngon giờ nó hơi hậu cơ nó là dễ bên nghiền không nhau sự dễ bên nghiền đó mình các bạn cho muối nhiều ít ha nó cay nó mặn lắm bạn. Cái bơ này ngon, những ai chế cái bơ này hay á.
Mít cái bơ là ngon á. Chà đi, để lên đấy, tạo dính các bạn. Chà muối ít lại, muối khá là cay, khá là mặn các bạn. Đó, ngon chưa? Đó, những miếng chán cuốn, gọi cuốn. Ngon, món này ngon. Good, good. Chắc muốn thành fan của món này, mà thấy bánh này nó ngon hơn cái xì ke nữa các bạn nha. Này ngon hơn xì ke á. Nước hơi bị bơ nó khá là ngon. Bơ vậy thì cho bánh mì các bạn. Ăn ngon, bơ là ngon. Ngon hơn nãy. Bớt muối lại, ngon. Trời ơi, miếng ngon cũng hơi mặn à. Bớt muối lại ngon nha. Bớt mặn quá. Ok. Này mình cho Excel thì xuất sắc. Ngon nhất, ngon hơn cái này ghê. Ngon. Bơ béo hợp cái này rồi. Hay bất ngờ các bạn. Giảm bớt được mình mặn lại. Thì béo không? Ngon, lạ. Sắc mày nha. Vậy á. Rồi. Các bạn có lát được. Ăn thử cái này nha. Khá là ngon các bạn. Bánh trứng bơ tuyệt vời á. Hay tiếp theo mình sẽ ăn cái này đi. Đây món này mình thích nhất. Hai món này mình thích. Trong đây. Cái chén này thì nổi tiếng nè. Miếng nè. Bán cái chén này một miếng nhiều lắm. Xé nhiều thôi. Đó. Rồi bạn ăn mang thì mình sẽ bỏ cái chỗ lại bạn nha. Nó mau khô lại hết ngon các bạn. Nó rõ mặt lắm nha. Nó hơi dễ dẻo này ngon. Đó. Nhưng mà cũng phải ăn liền các bạn, nó lâu cũng được nha. Lâu cũng ngon. Không các bạn hãy bỏ tủ lạnh á. Sẽ ăn tốt hơn nha các bạn nha. Này là bơ. Đây mình đã làm nãy là bơ với cái này các bạn ăn với bánh mì vậy. Mình quét miếng bơ lên này, chích ngồi lại cái muỗng khác mà nha. Đây cái này sẽ dùng cái muỗng khác mà nha. Đó, mình sẽ dùng bơ. Các bạn hơi quét miếng với bánh mì thôi. Đó, nhẹ nhàng miếng thôi. Chế cái này, chế cái giữa thôi các bạn. Mình cho ba muối nhiều quá nha, muối nhiều quá không ngon. Đó, tại loại kinh dính là mình cho nhiều mà mì đủ thôi. Đó. Mì đủ nha. Rồi. Thưởng thức các bạn nha. Đó, nhiều quá không ngon. Không có trọng chừa nữa các bạn, chừa để ăn hết chứ ăn hết cái phần sốt này ăn cho chén không là không ngon mà nha. Đó, mình cuốn lại thôi. Nhưng mà ngon mà nha, cảm nhận rất ngon luôn á. Không chấm mà mình dở. Bơ bé bé. Bún mặn mặn tôm hơi giòn, tôm hỏng cũng giòn bùi béo. Số một mình thích món cái này ngon, là chưa thử anh thử nha. Không cay lắm, ngon giỏi. Không cay lắm mà tại cay quá ác mấy vị kia. Hai là quyện nhưng nhiều cái vị khác nhau, vị giòn và béo chung. Cái quán á hết vị kia này, rất ngon. Ngon. Bởi lại muối lại ngon. Bạn nào ăn chưa ăn thử ngon. Thì bà